Bản án tử hình, tác giả Khôi An. Lời giới thiệu: đây là một câu chuyện có thật đã được nhân vật chính cho phép ghi lại và phổ biến. Hiện nay, nhân vật chính đang sống ở Mỹ, bên cạnh các con cháu thành đạt và hết lòng thương yêu cô. Ngoài chuyện kể về con đường phấn đấu đem các con sang Mỹ của một người mẹ, câu chuyện còn ghi lại nhiều chi tiết trung thực trong bối cảnh xã hội miền Nam Việt Nam ngay sau tháng 4 năm 1975, cũng như tấm lòng của người dân miền Nam đối với nhau trong giai đoạn vô cùng đen tối đó. Mắt tôi mờ đi, tờ giấy nhòe ra, hàng chữ rung lên uốn éo như con rắn độc, nó phóng tới, mổ vào giữa tim tôi. Xử phạt Trần Văn Bé tử hình. Giọng nói run rẩy của tôi vang lên như âm thanh từ một cơn ác mộng. Má nhận được tin này hồi nào? Mẹ chồng tôi còn miếu máu thì cô em chồng nghẹn ngào đỡ lời. Từ tháng 4, nhưng má chưa dám nói với chị. Mẹ chồng tôi chùi nước mắt phân trần. Má tính đi kiếm cho ra mộ chồng con rồi mới nói cho con biết. Bởi vậy hổm rày con đòi đi kiếm chồng, má biểu để má kiếm cho. Má sợ con chịu không nổi khi đối mặt với tụi công an. Con ơi, bữa đưa tin tụi nó làm dữ lắm. Công an phường, công an quận, công an thành phố kéo lại cả bầy. Tụi nó đưa ra tờ giấy này, biểu má ký nhận. Lúc đầu má không có chịu ký, vì má nghĩ ký có nghĩa là chấp nhận thằng hai đáng bị xử tử. Tụi nó hăm dọa má, nhắc tới thằng ba còn đang bị tù ngoài Bắc. Má sợ tụi nó đem thằng ba ra bắn luôn, nên phải cắn răng ký lên bản án tử hình của con mình. Má đứt từng khúc ruột, con ơi. Mẹ chồng tôi nghẹn ngào, bà khóc nức nở. Thế là hết. Anh Bé đi tù tháng 6 năm 1975. Sau đó tôi chỉ nhận được 3 lá thư của anh. Lá cuối cùng đề tháng 2 năm 1976, gửi từ trại Suối Máu Biên Hòa. Sau đó anh bật tin. Tôi chờ đợi mỏi mòn, lên xuống trạm công an cả chục lần, hỏi gì họ cũng trả lời không biết. Cuối cùng tôi nhất quyết làm đơn khiếu nại. Lúc đó tôi và 6 đứa con, đứa lớn nhất 11 tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên 2, đang nương náu trong một mảnh vườn hẻo lánh tại Mỹ Tho. Vì vậy tôi dùng nhờ địa chỉ nhà mẹ chồng tôi ở Sài Gòn. Cả chục lá thơ gửi tới trại tù Suối Máu đều như biến vào khoảng không, chẳng còn một chút tâm hơi. Trại tù không trả lời thì tôi hỏi cấp trên. Tôi mày mò kiếm địa chỉ của 2 tòa án nhân dân ở Sài Gòn và Hà Nội, rồi gửi đơn tới cả 2 nơi đó. Thời miền Nam vừa mất, cây củi cũng mắc, mua một con tem là thâm vào tiền mua gạo cho các con. Nhưng tôi vẫn cắn răng bớt miệng con để gửi đi mấy chục lá đơn từ tháng này qua tháng khác. Cuối cùng nhà cầm quyền Cộng sản cũng phải trả lời. Ngày 10 tháng 5 năm 1977, họ gửi thơ về nhà mẹ chồng tôi để xác nhận rằng họ đã giết chồng tôi. Cô em chồng đưa tay đỡ vai tôi cho tôi khỏi gục xuống. 6 đứa con sợ hãi chạy lại vây quanh. Tôi chỉ nói được mấy tiếng. Ba chết rồi. Rồi khóc ngất. Lũ trẻ thấy vậy cũng òa khóc lên. Thằng lớn nhất ôm lấy con em kế, biệu bảo nói. Vậy là ba không về nữa. Sau vài ngày ở nhà mẹ chồng, tôi lại phải gượng đứng lên, dắt đám con về căn chòi trống huơ trống hoắc, nóc dột tường siêu ở Mỹ Tho. Mẹ chồng tôi sợ tôi chết thì bà sẽ không nuôi nổi bầy cháu. Còn cha mẹ ruột tôi thì lo tôi sẽ phát điên. Tuy vậy, mẹ chồng tôi không đủ sức cưu mang 7 mẹ con tôi, và cha mẹ tôi cũng chỉ dám ghé thăm vài 3 ngày rồi đi về. Thời đó, mỗi tuần người dân đều phải đi họp tổ dân phố để công an điểm danh. Ai đi đâu cũng phải xin phép. Vì thế, không người nào dám đi lâu, sợ công an kiếm cớ làm khó dễ.
Ngày mẹ chồng tôi làm lễ phát tang anh bé ở Sài Gòn, tôi chỉ đủ tiền mua 3 tấm vé xe cho thằng con trai lớn, đứa con gái Úc và tôi. Họ hàng phần vì không có tiền đi xa, phần vì sợ liên lụy với tử tù nên không ai dám tới. Ngoài ba mẹ con tôi, đám tang chỉ có mẹ chồng và hai cô em ruột của anh. Sau ngày giao bản án tử hình, công an khu vực dòm ngó nhà chồng tôi như chồn cáo rình chuồng gà. Vì thế, ngay cả trên bàn thờ của anh, chúng tôi cũng không dám trưng bày nhiều. Di ảnh của anh đứng sau dĩa trái cây chỏng lỏng, một bát nhang hiu hắt và hai cây đèn cầy leo loét. Trước bàn thờ, bốn người đàn bà đầu tóc rủ rượi, quỳ bên hai đứa nhỏ xanh xao ngơ ngác. Chỉ có tiếng nhà sư đọc kinh nho nhỏ, còn chúng tôi phải kềm tiếng khóc trong lòng ngực, nuốt ngược nỗi đau vào lòng. Anh bé sống ở khu xóm đó từ nhỏ, ai cũng biết và thương mến anh, cho nên bà con lối xóm kéo đến rất đông, nhưng không ai dám bước vô nhà. Họ giả làm kẻ tò mò đứng trước cửa, nhưng suốt buổi lễ, họ lén dùng tay quệt nước mắt và chúng tôi bằng những cặp mắt đỏ hoe, ứa tràn thương xót. Tôi quỳ ở đó, giật giờ, nửa mê, nửa tỉnh. Những hình ảnh cuối cùng của anh trở về trong đầu tôi. Chiều 30 tháng 4 năm 1975, anh lái xe Jeep đến nhà cha mẹ tôi ở thành phố Mỹ Tho, nơi tôi đem 6 đứa con thơ từ khu cư xá Sĩ Quan ở Bình Dương về nương nhờ trong cơn hỗn loạn. Tóc anh rối bời, mặt anh bơ phờ, nhưng anh vẫn mặc quân phục trên người. Anh ôm hôn từng đứa con rồi nói với ba tôi: "Ba cho con gửi vợ con của con." Ba tôi đã nghẹn ngào hứa: "Con đừng lo, vợ con của con ở đây với ba má, rau cháo có nhau, con đi đâu cũng vậy, khi con trở về đây, vợ con của con sẽ còn đầy đủ." Trước mặt ba má tôi, anh ngại ngùng không ôm tôi lần cuối, anh chỉ siết tay tôi, dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe và cố lo cho các con. Tôi quá bàng hoàng lo sợ nên chỉ biết nghẹn ngào nhắc anh hết sức giữ gìn tính mạng. Anh lưu luyến thêm một lát rồi quay đi. Tôi đứng chết lặng ở bậc cửa, anh leo lên xe rồ máy, xe chuyển bánh chạy đi, xe dần rồi mất hút. Tôi cảm thấy một phần thân thể mình vừa bị chặt lìa ra. Sau này tôi mới biết anh đã lái xe về nhà mẹ ruột ở Sài Gòn và trốn ở đây cho tới ngày đi trình diện học tập cải tạo. Mới 2 năm qua mà tôi đã mất anh, con tôi đã mất cha. Người ta giết anh vì tội trốn trại cải tạo nhằm mục đích phản cách mạng. Độc ác hơn nữa là họ không thông báo gì cho thân nhân. Mạng sống của anh, của những người tù và nỗi đau của gia đình họ đối với người cầm quyền không có ý nghĩa gì. Mãi hơn 1 năm sau từ ngày bắn anh, có lẽ vì mấy chục tờ đơn tìm chồng của tôi, họ mới gửi tờ trích lục án hình về nhà. Tờ giấy đánh máy một cách cẩu thả vào tháng 5 năm 1977 đã đề sai ngày của phiên tòa xử tử anh là ngày 10 tháng 4 1977, trễ 1 năm. Tôi ngước nhìn anh trong uất nghẹn. Anh đang đau đớn nhìn tôi. Có phải ánh mắt anh long lanh vì nỗi đau cắt ruột hay chỉ là màn lệ chan hòa từ mắt tôi? Sau khi về lại Mỹ Tho, tôi nằm bẹp trên võng, không khóc, nhưng nước mắt nóng hổi tuôn ra như vắt hết sức sống của tôi. Lòng tôi nặng trĩu niềm đau, nỗi hận. Trong đầu tôi vang vang những lời oán trách số phận, nguyền rủa bọn giết người. Chồng tôi cả đời thanh liêm, đi lính Việt Nam Cộng Hòa tới lon thiếu tá mà vẫn không mua được cho vợ con một căn nhà riêng. Tại sao anh phải chết tức tưởi như vậy? Làm vợ lính, tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện chồng tử trận. Nhưng thà anh hy sinh trong cuộc chiến để các con còn được hãnh diện, để tôi còn được an ủi. Bây giờ chiến tranh chấm dứt rồi, chồng tôi đã phải mang thân tù tội. Tại sao người ta còn giết anh? Tại sao họ đẩy mẹ con tôi thành thân nhân của tử tội, lớp người cô đơn, khốn cùng nhất trong cái xã hội đầy móng vuốt này? Ngày tiếp ngày qua trong cơn đau, mí mắt tôi sưng vù, rát bỏng. Tiếng các con réo gọi nghe xa xôi như vọng lại từ một thế giới khác.
Tôi nghe nhưng không thể nào trả lời nổi. Tôi nằm đó, giật giờ giữa hai bờ sống chết. Một buổi trưa không biết là bao lâu, tiếng khóc thảm thiết của hai đứa con nhỏ nhất kéo tôi ra khỏi cơn mê sản. Tiếng than đói của hai đứa bé xoáy vào tim tôi, nhắc rằng tôi còn bổn phận với 6 đứa trẻ thơ. Tôi ngồi bật lên, quơ tay tìm con và ôm xiết chúng vào lòng. Giữa ban ngày mà trước mắt tôi tối đen. Không, con không thể mù, con không thể chết. Xin trời giúp con, xin cứu con để con của con được sống. Nhờ trời thương và chắc anh vẫn theo phù hộ, nên tôi hết bệnh, dù không có thuốc men gì. Tôi lết ra vườn, mò mẫm trồng rau, trồng khoai nuôi con. Năm tháng rơi lặng lẽ như những sợi tóc của tôi rụng tơi bời trong cơ cực. Tay chân tôi khẳng khiu, trầy trụa, bầm dập. Nhưng những vết thương đó không thấm thía gì với cái đau ở trong lòng. Ở miệt vườn hẻo lánh, sự kìm kẹp của chính quyền địa phương khủng khiếp gấp mấy lần ở những thành phố lớn. Công an mà dòm ngó trù dập ai thì người đó không ngóc đầu lên nổi. Trong đám dân quê mùa chất phác, gia đình có thân nhân là sĩ quan ngụy đang ở tù đã là một điều ghê gớm, nói gì đến chuyện là con cái của người tử tù. Thời đó, nhà trường cứ vài tuần lại bắt học sinh khai lý lịch. Vì thế, mỗi niên học, các cháu đem về tờ lý lịch nhờ tôi viết. Lúc nào tôi cũng khai là cha mất tích, và các con được dạy đi dạy lại rằng không bao giờ hé môi với ai về cái chết của cha. Vậy mà cũng có lần chúng tôi xém bị lộ. Tết Trung Thu năm 1977, trường học phát quà cho con của gia đình liệt sĩ. Thằng bé thứ năm nhà tôi mới vô lớp 1, không biết nghe ai giải thích liệt sĩ là những người đi lính đã chết, thế là nó tính chạy lên lãnh quà. May mà cô giáo của nó quen với tôi, cô thấy nó nhóm đứng lên, vội đè vai bắt nó ngồi xuống. Hôm đó thằng nhỏ tuổi thân và thèm quà, khóc tức tưởi cả buổi chiều. Tôi xót cho các con ngây thơ mà phải chịu quá nhiều thiệt thòi, dồn nén, phải sống trong hắt hủi, phải thèm khát từ miếng ăn tới tình thương. Đêm đó tôi khóc trắng. Năm 1979, nước ngập cao, hút mắt chỉ thấy làn nước đục ngầu, lềnh bềnh rác rến. Những cây chuối chỉ còn lú lên chút ngọn run rẩy bên những cành mận trụi lũi, khẳng khiu, đang vật vã trong gió. Trời vẫn mưa, mưa như xối nước. Trên mấy bộ ván chồng lên nhau, tôi và 6 đứa nhỏ nằm ngồi lũ khủ bên đống chăn mền, quần áo, bếp lò, chén dĩa, tất cả tài sản còn lại của 7 mẹ con. Cơn bão đã kéo dài gần 1 tháng, nước sông Tiền dâng ngập hết ruộng vườn, cuốn băng đi công sức mẹ con tôi vật với mảnh đất này trong gần 4 năm trời kể từ tháng 4 1975. Mưa càng lúc càng nặng hột, gió xoáy mạnh rít lên như oán trách, như thay tôi than tiếc cho công sức của mẹ con tôi đang trôi theo dòng nước. Như lời đã hứa, sau tháng 4 1975, ba má tôi hết lòng bao bọc mẹ con tôi, nhưng vai gầy không thể chống lại được cả bầu trời đang sụp đổ, sức của hai cụ già không thể nào đỡ nổi trận hồng thủy của cuộc đổi đời. Nhà cầm quyền cộng sản bắt cha mẹ tôi phải nạp hết ruộng cho hợp tác xã, rồi mỗi tháng chúng phát cho mấy ký gạo, vừa đủ cho hai người già sống cầm hơi. 7 mẹ con tôi không có tên trong hộ khẩu, nên trở thành những người ngoài pháp luật, sống lay lất bên lề xã hội. Mỗi ngày, ba má tôi thu mót hoa màu trong vườn, rồi đem bán để mua gạo chợ đen về nuôi cháu. Sau mấy tháng, tôi không chịu được cảnh cha mẹ khổ sở, lo lắng chạy ăn từng bữa vì mình nữa. Tôi đành nuốt nước mắt, đem các con về ở tại 5 công đất vườn do ông nội của chồng tôi chia cho anh từ thời anh còn trẻ. Ngày mẹ con tôi dắt díu nhau ra đi, tôi không dám quay đầu nhìn lại, sợ ba má tôi thêm nát lòng. Tôi cắm đầu bước, nước mắt ràn rụa. Tôi gọi tên anh, xin anh giúp sức cho người vợ mỏng manh yếu ớt, chưa bao giờ biết cầm cái cuốc cái cày. Khu vườn thiếu người chăm sóc,
chỉ có thưa thớt vài cây mận. Bà nội chồng thương nên cho thêm 3 công ruộng ven để tôi kiếm gạo nuôi con. Tôi nắm một đầu chiếc gầu dai, đầu bên kia thằng hai và con ba, đứa 11 tuổi, đứa 8 tuổi mím môi dữ. Trời nắng như đổ lửa, mặt tôi ướt đẫm mồ hôi. Phía bên kia, dưới vành nón lá rách nát, hai đứa con tôi mặt đỏ bừng như lên cơn sốt. Chúng tôi múc từng gầu nước từ con rạch cạn, tạt vào những cây lúa đèo đẹp, đứng gục đầu trên mảnh ruộng nứt chân chim. Mùa đầu tiên trời hạn, sau khi trả tiền mướn trâu, tiền công cấy, tiền phân bón, tiền thuốc trừ sâu, tiền đóng thuế cho nhà nước, chúng tôi không còn một hộp lúa mà ăn, đành đi vay mượn chờ năm tới. Mùa kế tôi chỉ dám mượn tiền để trả công cày, rồi cố gắng tự làm đủ thứ việc, hy vọng cuối mùa thu được chút gạo sống qua ngày. Tôi học cách nhổ cỏ, rải phân, cấy lúa. Ngày ngày tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Có lần tôi khiêng bình thuốc trừ sâu to hơn một vòng ôm đi xịt quanh ruộng. Bình thuốc lớn che khuất mặt, tôi không thể thấy thuốc xịt đều hay không, nhưng vẫn nghiến răng tha cái bình đi xịt hết một vòng. Làm xong tôi run run leo lên bờ ruộng, thì bình thuốc đẩy tôi té ngược ra sau. Tôi nằm ngửa như con nhái bén ôm bình thuốc to tướng, hên là đất ruộng không quá cứng nên tôi không bị thương. Lần đó đám con tôi phải xúm lại kéo cả bình và tôi lên bờ ruộng. Không hiểu vì cày không sâu, cấy không khéo, phân không đủ, thuốc không đều, nước không đẫm, hay vì vận mạng của chúng tôi lúc đó đang tối tăm, đất ruộng cũng không chịu hợp tác với mẹ con tôi. Tôi thất thu 3 năm liên tiếp, nợ sau chồng lên nợ trước, cuối cùng tôi phải thế ruộng để trừ nợ. Mẹ con tôi rút về kiếm ăn trên mấy công vườn sơ sát. Khai mương, đào đất, trồng cây, tưới bón, tất cả chỉ có tôi và hai đứa con lớn lăn lộn làm, còn mấy đứa nhỏ đành bỏ liều trong liều. Có một lần tôi hái mận đem ra chợ bán, đường xa nên mãi tối mịt mới về. Về tới nhà thấy thiếu thằng Năm, tôi hoảng hồn chạy ra vườn, nhảy xuống mương tìm. Con mương không sâu lắm, chỉ để lấy nước tưới cây, nhưng cũng làm tôi lo lắng từ ngày mới về đây. Nước dưới mương ngập tới gần bắp vế, tôi vừa gọi tên con vừa khom người mò. Đụng thấy một vật tròn cứng như đầu người, tôi hét lên rồi vật ra chết giấc. Cũng may là lưng tôi dựa vô mương nên tôi không ngộp nước và có con bé ba chạy theo, nó vừa khóc vừa kéo tôi lên. Và may hơn nữa là cái vật tròn tròn đó chỉ là một cái gáo dừa chìm dưới mương, còn thằng Năm vẫn trùm bờ nằm ngủ sau đống quần áo trong liều. Chắc nó đói quá nên lả đi, không lên tiếng khi tôi gọi. Trăm ngàn khổ cực như vậy, mới thu được vài mùa mận mà bây giờ cơn lụt lại phá tan hoang mảnh vườn, nguồn sống duy nhất của chúng tôi. Cuối cùng nước lụt cũng rút, để lại khu vườn đầy rác rến với những luống khoai bị nước san bằng và những gốc cây trụi lá, gãy cành. Chỉ còn vài cây chuối non, tôi chặt về, bào mỏng, bói muối cho các con ăn qua bữa. Đói thì đầu gối phải bò, tôi lại bỏ liều các con ở nhà, qua Bến Tre đi buôn. Xứ dừa Bến Tre bạc ngàn cây trái, nên dân bên đó khá giả. Có lò nấu đường, làm xà bông, tôi mua hàng đem về Mỹ Tho bán để kiếm chút lời. Thời năm 1979-1980, trạm thu thuế mọc lên ở khắp nơi, như bầy rệp đói hút máu dân nghèo. Công an rình ở khắp các ngã đường, khám xét càng ngày càng gắt gao. Tiền lời chỉ đủ để đóng thuế, nên người đi buôn phải trốn. Nếu thoát thì kiếm được chút đỉnh, không may bị bắt là bị tịch thu hết hàng đất vốn. Một mình tôi kiếm không đủ tiền rau cháo, nên tôi phải dắt hai đứa con trai theo. Tôi cưỡi một chiếc xe đạp, hai đứa chở nhau một chiếc xe đạp khác, làm bộ như hai anh em chở nhau đi học, nhưng trong cặp chúng nhét đầy đường và xà bông. Thằng hai còn biết xoay sở chút ít, còn thằng tư ngây thơ, tính tình lại nhút nhát nên nó rất sợ. Mỗi khi qua trạm gác, mắt nó nhìn thẳng về phía trước, làm bộ bình tĩnh. Nhưng ngón chân nó bấm xuống dép, cổ nó căng lên như sợi dây đàn.
tôi ngó mà đau như bị đâm vào tim. Chuyến phà Bến Tre - Mỹ Tho chiều hôm đó đông nghẹt, mặt trời đã xế nhưng vẫn tỏa sức nóng hừng hực, làm cho những gói đường quấn quanh bắp chân, quanh bụng tôi thêm nặng trĩu. Tôi ì ạch dắt xe, nón lá che sùm sụp xuống mặt, nhưng vẫn liếc mắt ngó chừng hai đứa đi sau. Chỉ một khúc nữa là cô trạm gác. Ba mẹ con càng tách xa nhau như người xa lạ, để nếu có bị bắt thì không bị dính cả chùm. Tôi thoát qua được trạm, đứng lại, làm bộ gỡ nón quạt để ngó lại tìm con. Thằng hai vừa dắt xe đi ra, thằng tư đang tiến vào trạm. Bỗng nhiên cái cặp của thằng tư rớt xuống, những gói đường và xà bông văng tung tóe. Mắt thằng nhỏ mở lớn, hãi hùng, miệng há ra, không dám khóc lên thành tiếng. Một tên công an bước tới, nắm lấy cổ áo nó, mắt tôi hoa lên, ngực tôi đau nhói. Tôi ngồi sụp xuống để khỏi té vật ra, và đã tới, đám đông ùn ùn xô nhau tràn tới. Tôi đội sụp nón lên đầu rồi đành bước chân đi. Và qua tới cầu Mỹ Thuận, thằng hai mới dám chạy lại bên tôi, miếu máu. Má ơi, thằng Tư bị bắt rồi. Tôi ôm con, vuốt lên mái tóc cháy nắng khét lẹt rồi nói cứng. Chắc họ không nhốt con nít đâu, con đem đồ về nhà trước để tụi nhỏ khỏi trông, má ở đây chờ em. Trời đã nhá nhem tối, tôi đang nghĩ cách quay lại kiếm con thì thằng Tư thất thiểu bước ra khỏi phà. Lưng nó khom xuống, mặt nó thất thần. Vừa thấy tôi, nó phóng tới ôm riết rồi khóc nức nở. Người nó run bần bật trong những cơn nức nghẹn ngào. Nước mắt tôi cũng rớt như mưa. Tôi hận mình bất tài, hận số phận mình khốn khổ, để tuổi thơ của các con quá bi thảm và tủi nhục. Tôi lại ngửa mặt gọi anh. Anh ơi, anh hãy giúp em cứu các con ra khỏi cảnh khổ hận này. Từ bữa đó, tôi không dám bắt các con đi buôn lậu nữa. Tôi đi tới từng vườn trái cây mua rồi chở đi bỏ cho những bạn hàng ở Sài Gòn. Mỗi ngày tôi dậy từ 3 giờ sáng, cột mấy giỏ trái cây trên xe đạp, rồi chở ra bến, đón xe đem về Sài Gòn. Tiền xe hai chuyến đi về mắc mỏ, mà tôi thì sức yếu, vốn nhỏ nên lời rất ít. Thấy dân nghèo tứ xứ bày bán đủ mọi loại hàng trên đề đường trước cửa chợ, tôi quyết định không bán sỉ nữa mà bán lẻ để kiếm lời khá hơn. Tôi trải đại một tấm ni lông xuống lề đường, bày một ít trái cây làm mẫu, phần còn lại để trong giỏ gửi mấy cửa tiệm ở mặt đường. Có tiệm thương tình cho gửi, có tiệm bắt trả tiền. Tôi lê la từ chợ Cầu Ông Lãnh tới chợ Tân Bình, chợ An Đông. Đôi khi gặp bạn bè cũ, tôi cúi gằm mặt dưới vành nón không dám ngước lên. Ủy ban trật tự thành phố nói rằng bán hàng lề đường gây hỗn loạn nên ra lệnh cấm, nhưng người dân đói quá thì cứ làm liều. Từ cụ già 80 tuổi đến đứa bé 6-7 tuổi, từ người lành lặn tới anh thương phế binh, người trải tấm ni lông, kẻ đẩy cái xe tự đóng bằng ván mục, người bưng cái rổ, kẻ đội cái mâm, chúng tôi đứng ngồi la liệt trên khắp các ngã đường để kiếm sống. Ngày nào bán được khá, ngoài mấy lít gạo, tôi còn mua về cho con vài ổ bánh mì. Trời sụp tối tôi mới về đến nhà. Nhìn chúng chia nhau nhai ngấu nghiến một cách hết sức thèm thuồng, tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục lăn lộn trên hè. Tuy nhiên, những ngày vui thường ít hơn những ngày buồn. Rất nhiều khi đang ngồi bán thì người ở đầu đường la, công an và mọi người vùng lên chạy. Những người bán mặt hàng gọn nhẹ thì túm tấm trải lại, ôm vào người rồi biến vào trong những ngõ hẻm. Tôi quẩy đống trái cây nặng hơn nên thường lạc đẹt phía sau và bị công an hốt. Công an đem tôi về trụ sở ban quản lý chợ, bắt ký tên vào biên bản rồi tịch thu hết hàng. Tôi nhớ tới lời mẹ chồng tôi thường an ủi rằng, trời xanh voi xanh cỏ, mà muốn gào lên, sao các người ác vậy, đã giết chồng tôi mà còn không chừa cho mẹ con tôi một cọng cỏ để ăn. Những ngày bị mất hàng, tôi trở về nhà với hai tay không, thê thảm như người vừa bị cướp. Mấy mẹ con phải ra vườn mót những củ khoai lẹt đẹt và hái rau dại về ăn.
ngồi nhìn đám con chia nhau dĩa rau luộc chấm nước muối, lòng tôi đau nhói. Bới ngày nào tôi là cô dâu 20 tuổi, ngây thơ, lãng mạn cùng chồng, mơ về một căn nhà ấm cúng với đàn con ngoan ngoãn, cười giỡn rộn ràng. Bây giờ đàn con tôi gầy ốm, buồn rầu, còn tôi thì da đen sạm, tay chân chai sần, tóc tai xác xơ, như lòng tôi tan nát. Sau nhiều lần bị công an bắt, vốn liếng sắp cạn thì tôi may mắn gặp được quý nhân. Chị là vợ của một trung tá ở cùng sư đoàn 5 với chồng tôi, và hai gia đình đã ở gần nhau trong cư xá sĩ quan Ngô Quyền tại Bình Dương trước năm 1975. Không ngờ sau cuộc đời, chị cũng dắt con về ngay bên cạnh xã tôi. Con út của chị học chung một lớp với con tôi, có lẽ cũng thuộc diện con tù cải tạo nên chúng thân nhau và tâm sự với nhau. Kể qua kể lại, té ra là hàng xóm hồi xưa, con tôi vui mừng về báo cho tôi và tôi đã tìm thăm chị. Hầu hết các con của chị đã lớn nên kiếm được việc làm lặt vặt để sống qua ngày. Thời đó phong trào đang may tre và làm nón để xuất khẩu ra nước ngoài lên mạnh. Chị giới thiệu tôi lãnh nón về thiêu ăn công. Đêm nào tôi và con gái lớn cũng ngồi thiêu bên cây đèn mù mờ, nước mắt sống chảy ròng ròng vì dùng mắt quá độ. Nhưng số tiền công rẻ mạt chỉ giúp chúng tôi kiếm thêm chút cháo. Chị ca có người thân ở Huế, nên chị cũng làm đại lý cung cấp nón lá Huế cho các sạp bán lẻ. Thấy vậy chị lại thương tình cho tôi lấy nón về bán, bán xong mới đưa lại tiền vốn cho chị. Thời đó chợ huyện Tân Hiệp họp từ 1-2 giờ đêm để người ta kịp mua hàng đem lên Sài Gòn bán lúc sáng sớm. Khoảng 11 giờ đêm là tôi mò mẫm dắt xe đạp ra khỏi nhà. Trên yên sâu là gói hàng lặt vặt như tiêu, tỏi, xà bông, bột ngọt. Phía trên là chồng nón. Chiếc xe đạp cũ nát, rung rẩy bò trên con đường đất gồ ghề. Hai bên là ruộng, côn trùng ếch nhái kêu nỉ non, đom đóm bay lập lòe như mắt quỷ,